Chào bác đã quay trở lại với kênh của em nhá. Đấy, hôm nay test tải con em xin qua EG 2600 này. Bác ở Thanh Hóa nhá. Đấy, test tải luôn cho bác này. Đảo chiều nhá. Em này lên điện 220 rồi nhá. Đây em test tải hai điều hòa nhá, hệ thống điện gia đình nhá. Đấy em đang test hệ thống điện này, rất là ổn luôn, điện không nhấp nháy cái thứ gì nhá, rất ngon lành cành đào nhá. Đang test điều hòa này. Đấy rất là ngon lành nhá. Đang tiết tải đấy nhá. Tải vào hai điều hòa nhưng mà máy chạy vẫn là rất là êm nhá. Đấy. Em này rất là đẹp luôn, máy rất đẹp luôn. Máy rất êm luôn này. Đầu máy OSC nhá các bác nhá. Ga tự động. Bác có nhu cầu về cái dòng máy phát điện này liên hệ số thoại em nhá. Hôm nay đang test cho một bác khách đây ở Thanh Hóa đấy nhá. Lát đóng hàng gửi, lát sẽ có video quay đóng hàng sau.